dẫn bước ra em. Trưa ngày 11 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng Tổ phòng chống đua xe thuộc phòng BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đã bất ngờ ập vào một địa điểm trên đường Lê Quang Định. Lúc này, nhiều phương tiện đang nẹt bô in ỏi, có dấu hiệu độ chế, được Công an tóm gọn, sau đó đưa lên xe chuyên dụng chở về Công an quận Bình Thạnh xử lý. Theo Công an, thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện và đưa 102 phương tiện về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, phát hiện 68 phương tiện vi phạm, đa số là các lỗi như thay đổi kết cấu máy, để xe trên hè phố, phương tiện không đủ giấy tờ. Số phương tiện trên được công an tạm giữ để lập biên bản xử phạt theo quy định. Ngoài ra, công an cho biết, trước đó các thanh niên này đã hẹn nhau trên mạng xã hội để tập trung ở địa điểm trên và người đứng ra tổ chức là một TikToker nổi tiếng tên N. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.